Hello, xin chào cô chú anh chị và các bạn nha. Thì cả nhà ơi, bữa nay đó là ngày 20 tháng 12 âm lịch á, thì ở chỗ của Thanh là bây giờ người ta dãy mộ cả nhà. Bữa 20 là bắt đầu người ta dãy mộ để chuẩn bị ăn Tết á. Thanh đi ra ngoài đồng để dãy mộ cùng với mấy ông anh cả nhà. Thì bữa nay đông vui rồi. Bây giờ Thanh mời cô chú anh chị các bạn cùng đi dãy mộ với Thanh nha. Nè, nắm ở đây ruộng ruộng ở đây ra đó, đây ruộng này qua đây kia. Kia. Đi tiếp lại. Ruộng dịch qua kia luôn. Đen ha. Đấy. Đây là anh Dũng ở Kiên Giang mới về cả nhà. Giờ chặt ra giờ bắt đầu đốt nhang cúng cả nhà. Đó ruộng bển thì cái ruộng đây thì ruộng tiếp thì bỏ bánh xuống đây. Cúng người ta, cúng người ta nhỏ nó cúng người ta làm chưa chơi cái chỗ cái cúng. Giờ mình ăn đầu máu cúng được không? Rồi đầu máu chết luôn. Đâu? Vừa lên là hai lần. Thanh bị ong chích nữa cả nhà ơi. Ủa ông nó nằm ở trong cái đó đó, đi qua không hay nữa, chích đi dò nè. Còn chút thiếu cũng là người chích. Dòng quỷ chứ. Dòng chứ. Chịu ngớ quá ha. Cái này cắm vô đây luôn. Bây giờ mình cũng cúng xong rồi cả nhà. Thì bây giờ bắt đầu mình đi dọn cỏ vòng vòng ở đây nè. Tại vì mấy cái này dãy mộ này á thì một năm mới có một lần à. Thì bây giờ mình anh em bắt đầu súng lại để mà dọn cỏ ông bà này kia cho nó sạch tất cả nhà. Giờ Thanh đi dọn cỏ mà cả nhà đi hết. Cái năm nào ông già anh Giang? Thế phải người bắt đầu ông làm gì ảo đảo trong nhà không à? Dí thì ngụm ra cháu nó đi làm không. Chưa đi chỉnh với ai chơi cái ông lão lộn nó làm mà. Giờ rồi xong thì cũng rồi xong rồi công cũng rồi dọn chị. Đúng rồi, đã đi cúng mà kêu dọn rồi mới cúng. Ông làm gì đâu, ông làm đi thôi. Ông có chỉnh người ta chưa? Tất nhiên đâu đàng hoàng nó cũng cúng. Mà nấu cái mổ gì nè. Mới đầu tiên gì. Sài Gòn mới về mà. Sài Gòn mới về, mình mới ra hai gì. Trên núi xuống. Nhít cái giò. Thái không vậy, nó kia nè, nó kia vậy.
giúp cái giò quá nhất rồi nè cả nhà. Bên đây nữa là mấy vít luôn, bước vô sao thấy cái gì nó đâu đây không. Lá bay tập lum mặt mày chữ chơi vậy. Không đâu. Nữa trắng còn nhiều nữa. Ông này ông ấy mà. Dạ. Nó lốt hơn hả? Ông nó không có sao chứ. Nó hơi nhức xíu mà nó giờ nhức cái giò tăng tăng. Rồi không ấy sao dọn là làm đó. Dạ. Chết. Dọn bún luôn rồi kìa. Dọn bún luôn rồi. 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 Hay lửa đó hãy đốt cho nó có. Nằm ở trong cái này nè anh. Đốt cho nó có khói đó đi. Đốt cho nó có khói đi, để nó tạt ra. Ngoài không có. Ừ, trùng. Này phải có cái bao tay làm. Đỡ ứng mấy sâu lắm. Sợ nhất là mấy sâu lắm. Cái này một năm trời mới làm một lần này cả nhà, cho nên nó cỏ gác nữa, nó đeo dữ lắm. Cái này mình làm ông bà mình về ăn Tết nữa đó cả nhà. Bà ngoại cả nhà ơi, còn này là ông ngoại nè. Còn mấy cái này là ông tò bà tò, chú bác rồi vòng vòng ở đây không rồi cả nhà. Cái này mình cạo để lát nữa mình chét voi lên cả nhà. Là chứ, năm nào thấy không có về ta vô trình mà còn ông còn mà còn chưa ra rồi ta làm trước đây chứ đúng không? Ông giờ mình biết không chứ. Không có vô làm cha mẹ cơ mà mấy ông lớn mà không chịu trình như hỏi cho lỗi làm cha mẹ trước rồi. Thank you.
làm đạo hậu á. Giống như là cái này đạo hậu đó. Quá thứ cái đó đồng rồi. Giúp cho này. Không ăn có cái này cho mấy tấm rồi. Nước mấy, nước mấy nước rồi. Ba đợi quá à. Quay lại hết đẹp không? Ai nhìn có mấy đó lạnh quá. Ăn luôn. Lông mà cũng sợ. Thấy rồi. Trời ơi, nguyên một ổ lông luôn. Tao nói khúc rồi mày nói tiếp con hay. Lông cũng sợ. Lông nhãn sâu nhãn lông á. Xin cái giò luôn rồi cả nhà. Hồ lỗ chè quậy luôn. Cái này xin nhiều. Bỏ khâu đó đi. Nè nè, nha. Cái này nó là của năm ngoái nè, khô luôn. Thế là tổ ong đã dẹp xong rồi cả nhà ơi. Thì nó phải còn bay lay ngay ra kìa. Nó làm nó luôn nè. Này nè. Rồi, cái này nó hết rồi nó tao làm rồi tao giá cá cho tao làm nổi. Kêu là tính năng cho bạn này luôn nè. Rồi năng rồi. Rồi cái... Mà nói cái đó. Nhạc cái có nợ tao thì sao tao làm? Ông Nam nó lên thẳng với tao luôn rồi. Ông Nam bao nhiêu? Lúc mà tháng 2 rồi có đẹp thì còn tiếp tao thì không nợ tiếp. Nợ tao cho người giác người ủng hộ á. Mỗi năm á là giải mộ thì cả nhà. Mỗi năm giải mộ là không có mưa. Mà năm nay á là mưa lớn luôn á. Mỗi năm đâu có mưa đâu, nắng. Bởi làm mấy cái này rất là cực luôn. Tại vì nó khô á, nó khô đất nó không có ướt cái nhà nên vịt nó hơi bị cứng. Còn bây giờ thì nó ướt á trên vịt nó cũng nhẹ. Mỗi năm thì không có mua mà năm nay nhiều. Nhưng mà người nhỏ cái là... Chưa lại xéo quét cái này hả? Nè, có dít rồi không tở. Nè anh ba, ít rồi một dít đâu. Ba muốn dít. Nãy đây đó, cái chảo quay 18 quần. Thì cho nó quay rồi cũng có hấp dẫn. Thì bữa nay là Thanh không có đi bắt cá ở nhà. Bữa nay là Thanh đi chảy mộ. Tại vì cả này cũng vô gần vô Tết rồi. Cho nên mình cũng ít săn bắt lại xíu. Mình đi làm này làm kia với buôn bán cả nhà. Giờ xong rồi. Cái khâu quét dọn cỏ này kia cũng sắp xong rồi. Tới cái khâu mà trà gông ghiêu để ra. Rồi cái bắt đầu mình tưới nước một trận nữa. Rồi bắt đầu mình sơn voi lên. Máy để rửa mã cả nhà. Có mộ ở bên kia. Đây rồi, tôi giật xe te chỗ. Ta chào đó cả nhà, ta chào. Nước
Chơi mà chơi đủ thừa không? Chơi xấu. Bơi tao mới ăn cái này đâu có ấy đâu. Bên kia là màu xanh nhưng nó đẹp lắm này. Không phải như ai như mà ai như ai kia đâu mà có lụi đâu. Cái lụi gì trời? Ai hết lụi trời? Bướm bướm mấy năm giờ anh nó chị rồi. Anh nấu nước trà. Không phải dưới lụi đâu. Anh nấu nước trà rồi à. Rồi sao giờ? Nấu trà mà không có đứa nào ra hết trơn. Bà mà tao hẹn chung bá thức thì sao bữa nay nó kêu tao không hay luôn nữa. À sao? Từ hồi 4 giờ là tao thức là thiệt chứ bộ. Thức tao nấu chà uống rồi đó. Bữa nay sáng nay tao ngủ tới 6 giờ mấy tao nó chết nữa bà hứa mấy đứa. À sao? 6 giờ đi rồi anh quên, đi quên, ra quên, mà tao chà. Tao uống nước chà. Tao đi ra tao uống nước chà đi, 6 giờ đi làm. Lấy cái chổi. Không có nhiêu đâu mà quên. Không được hả hai? Không có này tao lăn bê mà lấy cái này lăn nấu được đâu. Chạy quét lên. Ủa bên đây nè, thù lơ, ướt chân mới chơi rồi, khùng. Thấy cái gì đó? Mặt trước nè, trời ơi, thủ thức. Dạo bên đây thôi nè, dạo ngoài nè. Để cho con miếng. Hả? Trời ơi. Tè le chứ. Tè le. Mày ăn cái kia hả? Mấy người kia nữa. Tao xin phép hỏi mày, tao đâu có đâu mà cho. Tỉnh á. Ủa ổng không có mà ta. Ủa là tỉnh có không? 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 Ủa là tỉnh có không?
Rồi đó, cái này rồi đó, quét quét này luôn đi. Cái này nè, cái này rồi nè, quét luôn đi. Rồi, ta cũng đi giải mã đó cả nhà, mà ta đi dãy cánh bên kia á, vòng dãy ông bà. Cái này ta về ta dãy sớm giờ. Mình đợi cho nó khô khô xíu mình mới viết được chữ cả nhà. Cái này là cái này là thôi là ông tám rồi, làm đấy ông đứng đây ông làm ông mua ông giúp cho mua thơm thơm để hỏi lại coi thơm đó anh cao đấy thôi, có thể thấy đồng Nguyễn Văn Thơm đó, thơm nè, có chữ thơm nè. Giấu quyền nữa đúng không? Nó cái hưởng thọ 61 tuổi. Bạn dưới mút luôn, dưới cũng 61 vậy. Cái chữ bà nội gửi trên trời chữ gì đó. Còn cái này nữa là xong rồi đó cả nhà. Bây giờ thì nãy giờ đó là mình cũng giải ngộ xong hết rồi, thì làm cỏ sơn vôi với viết chữ này kia rồi xong rồi. Bây giờ mình đi vô. Cái này bỏ lại đây luôn hết ta. Có viết theo chút. Nó có sẵn rồi. Dạ. Thì bây giờ cũng xong rồi cả nhà ơi. Thì bữa nay á, là ngày 20 tháng 12 âm lịch á, thì cũng gần Tết á. Thì bữa nay á, là thường thường á, là ở An Giang á, là người ta gọi là dãy mộ cả nhà. Thì làm cỏ cho ông bà ăn Tết á, sạch sẽ cho ông bà ăn Tết á thôi. Thì nãy giờ Thanh cũng làm xong rồi. Bây giờ Thanh đi vô. Video của Thanh đến đây Thanh cũng xin kết thúc. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã dành thời gian xem hết video của Thanh. Mong cô chú anh chị và các bạn cho Thanh xin một like, một người chia sẻ để Thanh có động lực cho nhiều video hay hơn nữa nha. Bye bye cả nhà. Bye 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 bye. Thank you.